Mua cúng rồi cô. Nước chấm à. Chị 50 ngàn dây heo luôn nha.
bánh mì nghe chị đang có người chạy để phụ về em xong em chạy trước nha cả nhà, hai vợ chồng ra trước để bán. Hôm nay cũng không còn vì quay lại nhận thấy được tình hình những miếng da heo tròn rung còn nóng luôn. Mai hả? Dạ. Có chú rồi gặp chị Mai nè, quyết định ra chờ chị Mai hả? Dạ. Trăm rưỡi heo quay nè em. Chặt không? Trăm rưỡi ba rọi. Ba rọi nóng không em? Ba rọi thì có rồi nhưng mà sườn chưa có. Phải sườn mới lấy heo không? À, lấy ba rọi. Trăm rưỡi ba rọi. Chặt luôn. Trăm rưỡi. Ồ, ghế đẹp đó ha. Quá đẹp gái mà nhìn hot girl mà. Con dâu hot girl của dì Kim Mai đó. 350. Hả? 350 chú ơi. Lấy cho bịch 3. Bịch nửa ký với bịch 200 ha. Bịch nửa ký. Bịch 200 với 200. Rồi. Bây giờ có bảo quá chăng? Chặt hết luôn chú. Chặt hết luôn. Lo đợi con chút vậy đó. Chị lo là mối à? Mối à. Chặt hết luôn con chú ơi. Chặt hết.
chị Mai chưa ra là con dâu của chị Mai cũng là tay nghề và cũng cao thủ lắm, tập điêu luyện miếng heo này nhà xem đó là hấp dẫn. Hai vợ chồng ra trước và dùng rụm luôn. Đúng rồi. Chú lấy gì? Một cây ba rọi. Ba rọi nạc đó, sao anh mở? Ký mốt 385.000 đến 388.000. Như là cây đó nhiều. 50. Lấy 2 cây đi con, 2 cây đi. Cắt 2 cây luôn rồi. Chào riêng 2 hộp cho chú đi. 100.000. Giờ đặt xuống rồi. Coi là thèm phải không cô? Trời ơi, mình mới chạy ra đây chứ, mình coi trên mạng xong mình phải chạy ra đây chứ. Đi ăn đem. Đi ba ổ đi. Ổ 15 thôi. Hấp dẫn. Cá xíu nha, lấy heo quay á. Không, không có cá xíu đâu. Cá xíu là yêu cầu của con. Tại buổi chiều á, có khi mẹ hốt có cá xíu vô á. Cái này là con dâu phải không gái? Dạ. Nhỏ kia là con gái. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo.